nhà nó và đáp án D. Chúng ta đang ở trong chủ đề văn học và đây là bốn phương án trả lời cho câu hỏi này. Các bạn có cảm thấy một không phải là đó hay là người vợ được gọi là gì? 3 giây bắt đầu. Đã hết 3 giây. Số tiền đã bắt đầu trôi ra khỏi tài khoản của Thúy Vi và Hoàng Phúc. Đừng quên là các bạn vẫn còn 3 quyền trợ giúp. Nếu như chúng ta cảm thấy không chắc chắn, hãy sử dụng một trong 3 quyền trợ giúp. Hạ tổng hoặc giành quyền hoặc mua đáp án. Đúng rồi, còn hai đấy, đại tiếp. Cả hai bạn đã chốt và không sử dụng quyền trợ giúp. Rồi, một anh đây đi. Hy vọng là chúng ta sẽ có sự lựa chọn chính xác. Cho trong hỏi Phúc, bạn đã chọn đáp án nào? Em chọn C. Đáp án C là nhà nó. Không biết. Em chọn đáp án D là chị. Như vậy là chúng ta đang có hai đáp án khác nhau. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng giải đáp trong ít phút và sẽ quay trở lại với đáp án chương trình. Thưa quý vị, họ đã có hai đáp án khác nhau. Kết quả như thế nào? Chúng ta sẽ được biết trong ít phút nữa. Rồi. Nha. Màu sắc em chung. Màu. Ông có thể giành chiến thắng câu hỏi này không? Mabu như những lần trước đang nghe tiền chạy về phía mình rất nhanh và Mabu tin chắc chắn rằng tiền sẽ chạy về Mabu nhiều hơn nữa. Không chắc đâu Mabu, khi có một đúng một sai thì vẫn còn 50% cơ hội cho người chơi của chúng ta đúng không nào? Và thưa quý vị, không để hai bạn trên phải hồi hộp hơn nữa. Chúng ta hãy cùng xem đáp án chính xác của chương trình là gì. Cần nhạc không để lấy cảm xúc không? Cứ cảm xúc đi, đưa vào tục coi. Chờ đi. Là đáp án. Đưa vào, cứ đi em ơi, nhanh. Đưa vào tục. Sai nhá tụi nhá. Bỏ không về xanh nhá. Cầm tay nhau lúc này để hỗ trợ tinh thần. Đưa vào. Đưa vào. Đi đi cái đứa coi. Chưa đợi cho anh thấy phát cung cầu nào. Rồi, xuống cánh nữa này, đứng về vị trí, về dưới đi, đến đây nào. Rồi, lên đi quân nào, về trung ơi. 1, 2, 3, lên. Vâng, đây là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng quân và chúng ta đã có được ít nhất.